Xin chào các bạn, hôm nay là Lý Madoka Tôn Đức. Chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu chậu rửa chén và vòi của Mình chậu quay rửa mấy cái chén của clip Madoka. đầu Cái tiên á, vì chậu âm rửa thanh chén nó mang cũng mã mong hiệu là manh, mất thời MS8809, gian hơn. dòng inox 304. Và cái vòi của chậu rửa chén thì có mã sản phẩm là K275C. Sản phẩm chậu rửa chén này thì nó được thiết kế với cái chiều ngang là 980, chiều rộng là 500. Thiết kế là có Tại vì một mình biết mình không nói có rồi, hai hộc nãy giờ mình biết rửa mình không biết. và có hai hộc nhỏ để đựng xà phòng và Anh mở đựng cái kia là anh thiết có bị anh nhìn được. như dao. Cái kia là anh mở nhỏ À, cái những sản phẩm video này lại thì nó chất rồi anh liệu mở của nó nhỏ được cái làm là vàng bằng thông tin inox lại, và bằng thép khung rỉ đứng inox anh nhìn thôi 304. thông tin Và độ video. dày của nó là Anh chủ yếu là anh nhìn thông 1 mm. tin nè, còn video đó là anh thấy Nó nó ví thiết dụ kế chỉ vô với cái hai mà cái bộ logo thì lọc em nói logo cho nó khớp trắng thôi. rác bằng inox tiện lợi. Đây là cái nắp đậy ở trong thì các bạn có thể để xà phòng. Vậy âm thanh không nói là phải Thì sản phẩm này thì nó có cái bộ xả có thể ngăn mùi hiệu quả chứ và có giờ cái cái lớp đó mà chống để ý ồn, chống kiến bụi trụ ở tôi là dưới tôi đáy cảm ơn chậu. gần chết. Đây là cái thanh giá đỡ để mà đẩy, để mà di chuyển vị trí đặt đồ. Logo Maloka thì nó được in chìm và Rồi dập mua em nổi thêm lên nào. rất là sắc nét. Và cái chậu này, đây là cái chỗ vị trí để dao của bạn, vẫn có logo Maloka in ở trên đây. Và cái bộ xả bên dưới này thì nó được Mà thiết bị kế lốc. với hai cái họng này, tôi thấy nó thoát nước khá là tốt. Một cái thì nó là sẽ là chậu lớn, một bên là chậu nhỏ. Đó. Đây các bạn thấy không? Đây là chúng ta sẽ lấy cái chắn rác này. Đó, và bên trên thì nó có Chưa có cái ghét, tôi chưa đi làm vòi của review mạnh đó. Maloka. Thì cái mẫu Xem vòi coi này thì nó được nhiều người thiết họ kế mua với vòi nóng super lạnh và nó sử dụng một làm là bằng chất liệu là đồng thau mạ chrome niken. Và cái màu mạ rôm này thì nó có mạ thêm lớp mạ màu men trắng. Sản phẩm vòi này xuất xứ ở Ý các bạn ha. rồi Và hiện tại thì cái mẫu vòi và chậu này thì đang được bán hình tại như Lý là thằng Maloka nào Tôn thuê Đức. nó làm à, Nếu các bạn cần mua sản chắc phẩm thằng này có hết thể liên hệ đó, vào số điện thoại hotline bên đừng dưới làm rồi. hoặc là truy cập vào website Tôi làm chuyện tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giao hàng cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.